Dạ, em xin chào chị Út ở Quảng Nam. Một chị khách đã đặt hàng em là một cây trang tàu thái lai lá chung màu đỏ và một cây trang tàu thái lai lá chung màu vàng. Đây, chị yêu cầu là một thân một cốt thẳng đứng lên, không phân nhánh, không tẻ nhánh. Và em đã chọn đúng hai cây chị yêu cầu. Và đặc điểm nhận biết khi cây chưa có hoa là cái đọt đỏ là cây sẽ ra hoa màu đỏ nha chị. Còn cái đọt mà hai cặp lá xanh như thế này là cây khi ra hoa sẽ là màu xanh. Rồi, em hy vọng là chị sẽ rất hài lòng với cặp cây này, em gửi cho chị theo ý chị đã yêu cầu. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc chị là luôn dồi dào sức khỏe, luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn chị đã ủng hộ cây bên shop em. Bye bye chị, hẹn gặp lại chị trong video tiếp theo.